chào tất cả mọi người nhá. Tiếp tục trưa nay lại đi bẫy chim với anh em. Bây giờ mọi người đợi mình để mình đi tìm bãi treo. Đến cái khu này thì nó rậm rạp lắm anh em ạ. Thế nhưng mà nó không có chỗ điểm treo. Có khi ra đi cái đường quốc lộ kia treo vậy. Đi đây, đi đây, anh em theo mình nhá. Chỗ dễ đường ấy, lúc nãy cái cặp nó bay ra đấy rồi. Đây này mọi người này, đi đường này thì quá là nhiều cây luôn. À, chỉ thấy chim khuyên thì nhiều thôi. Khuyên thì cũng đàn. Quá rậm rạp. Đấy. Đấy, toàn cây rồi. Mát đúng không? Rất đây, anh em nào mà ra đây mà ngồi uống nước hoặc là nhai bánh mì thì ngon. Nhiều khuyên rồi. À, nhìn đẹp không? Đây. Đấy, nhìn quả màu đỉnh độc đẹp không? To quá, con này to. Treo nhá. Ừ, theo mẹ đơn. Vào mẹ vườn để mà đánh anh ạ. Rồi. Thế còn vườn con cây trứng cá này kệ rồi. Ừ. Đang é mồi rồi đấy. Nhưng mà con ở cây xưa kia hay hơn kìa. Con ở xưa rộng dài hơn. Đấy. hành và đánh con chim. Xong rồi anh em ạ. Xong rồi, con này chơi cánh khóa hay mọi người nha. Sợt nhanh quá, không có chỗ quay anh em ạ. Đây rồi. Đây được rồi, để anh lấy hạ đây. Và đây này anh em này, chú chim này chơi cánh bướm quá đẹp, nhưng mà tiếc là không có thế quay để nó thể hiện hết được. Rồi dù sao thì nó cũng là có sản phẩm rồi. Đây là thành quả của hai anh em buổi trưa này. Thì mình sẽ để chú chim này kỷ niệm cho em này nhá, đi cùng mình nhá. Và về luôn cẩn thận nhá. Đây, hai anh em đi từ rất vất vả đi lên mình đi tuyển chim hôm. Thì mình xin chào anh em, hẹn anh em clip sau về nuôi cám, vào cám 3-4 ngày là được đấy mà. Nhá. Ở trong này vẫn còn này anh em này. Thôi bây giờ tiếp tục anh em mình sẽ đi tiếp nhá. Là trên này vẫn còn mấy con này. 6-7 con.